Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Trận này tự nhiên round 3 nó lại ra cho tôi mấy con warrior anh em ạ. Đấy là tôi lóc lại. Sao mà tôi chơi luôn. Ra mấy cái món đồ thổ rồi thì thôi. Chúng ta chơi luôn warrior. Dù sao thì sau khi update ấy, tôi vẫn chưa test cái bộ này. Đấy là tôi thử xem là liệu rằng là nó có bị yếu đi không. Đấy, cái sức mạnh của nó liệu có giảm đi nhiều không khi mà giảm giáp ở cái giai đoạn 9 warrior. Chúng ta bị giảm đi 6 giáp đúng không? Thì không biết là giảm giáp nhiều như thế thì cái bộ này nó còn chơi được không? Hay là đóng hòm luôn? Đấy, mà tôi thì tôi nghĩ là cái bộ warrior nó không đến nỗi nó đóng hòm như là mấy cái bộ như là Warlock này hay là bộ Clay đâu. Tôi nghĩ là vẫn sẽ chơi được thôi. Mà chơi nó khỏe ở cái mức độ nào, nó có imba không như là trước khi update không thì sẽ đánh giá luôn ở trong cái clip này anh em nhé. Thực ra thì cái việc giảm 6 giáp thì tôi nghĩ là nó ảnh hưởng đến cái sức bền của con warrior thôi, chứ còn cái lượng phản thì nó sẽ không ảnh hưởng mấy đâu. Bởi vì là 6 mà nhân 1.5 thì nó cũng chỉ là phản 9 thêm 9 máu thôi mà. Mỗi round thêm 9 máu, à mỗi cái lần chém vào là thêm 9 máu đó. Cũng không đáng kể lắm. Chủ yếu là cái sức chống chịu của nó ấy. Cái sức khỏe của cái bọn warrior thì tôi nghĩ là cái sức khỏe của bọn này có thể là nó sẽ nhanh chết hơn. Cái lượng giáp thì chúng ta có thể bù bằng đồ được mà. Đấy, chúng ta sẽ lấy những cái đồ tăng giáp thôi. 6 giáp thì thậm chí là nếu mà chúng ta lấy một cái giáp băng ấy thì nó đã 10 giáp rồi. Nó cũng không đáng kể đâu. Chủ yếu là cái con tướng co thôi anh em ạ. Con tướng co nó cầm đồ nó phản nhiều. Tướng co mà có đồ hồi máu ấy, cái giáp hồi máu cuối, cái hút máu cuối này, xong rồi lại cái giáp giáp phản, giáp xương. Thì tất cả nó phụ thuộc vào con tướng co thôi. Chứ còn giảm 6 giáp thì tôi nghĩ là nó không đáng kể. Nhưng cái con tướng khác thì nó cũng chết sớm thôi mà. Swordman này. Swordman mà lên được 2 sao sớm thì chắc là đánh chuỗi thắng luôn. Tôi đang thiếu một con warrior đúng không? Tạm thời như này đã. 3 warrior, 2 đỏ. Kẹp con zipper gây đam. Bao giờ có đủ 6 warrior thì lên 6 luôn. Đánh 6 warrior. Đang này cho tôi cái con Metalist với cả con gấu ấy. Tức là chúng ta có thể câu gấu được nhưng mà thôi. Thôi anh em ạ. Ra hai con Squadman rồi, với cả tôi cũng muốn test cái bộ warrior xem như thế nào. Những cái video clip ở trong tuần ấy, tôi sẽ cố gắng tôi làm mấy cái bài meta này. Rồi test đội hình nha anh em nhá. Đây này, úi dồi ôi, thế này đúng rồi. Đúng rồi anh em ạ. Đúng là được chơi warrior rồi. Bài cho là chơi thôi. Đấy, chúng ta chọn bài rất hợp lý luôn. Đầu game này là lấy đồ cũng chuẩn warrior rồi. 6 warrior luôn. Đây, 2 beat này. Như này thì nó trâu hơn, nhưng mà cái lượng đam của nó thì kém hơn vừa nãy. Cái lượng đam mà có kẹp con zipper với cả con hai con Squadman thì nó sẽ nhiều hơn. Tôi đang chia sẻ một chút với anh em là những cái clip độc gì lạ ấy thì tôi sẽ để cuối tuần anh em nhé. Hoặc là những cái ngày mà anh em xem nhiều. Còn những cái buổi ở trong tuần ấy, tôi sẽ cố gắng tôi test meta. Rồi tôi có thể là tôi chơi mấy cái đội hình leo rank nha anh em nhé. Đấy, để cho anh em tiện theo dõi. Các anh em nào mà muốn xem độc dị lạ thì có thể anh em xem vào cái giai đoạn cuối tuần. Anh em vào kênh Game Today anh em xem. Ở đây là chúng ta được cho Human, nhưng mà tôi nghĩ là tôi giữ cái bộ 6 warrior anh em ạ. Human thì thường là nó sẽ phải ra cái con flame 2 sao sớm. Hoặc là chúng ta có thể ra được cái con ngựa và con Agali. Và nó đủ 4 clay thì chúng ta chơi được. Còn bây giờ lấy 3 human vào ấy thì nó không bằng là 6 warrior. Để này chúng ta có đánh chuỗi thắng thì nó vẫn ngon hơn. Đấy, nhưng mà tôi cũng sẽ mua human để tôi để cái đao quái tôi lấy.
Rao này thua, nhìn nó biết là thua. Zipper này, xong rồi là cây 2 sao, xong rồi lại sao Breaker 2 sao. Thế này thì không thể ăn được, khó lắm. Được không? Mà con cây nó vẫn sống thì không ăn được. Cây phải bớ con cây bắt được cái con cây ở giai đoạn đầu thì may ra mới ăn được. Bây giờ nó đẻ đệ rồi. Đẻ đệ rồi, còn có hai con này solo kiểu gì. Trước khi chết đẻ thêm hai con nữa thì chịu. Con BH nó còn được bắp giáp, 20 giáp cơ. Không được à? Khó. Tí nữa thì có chuỗi chứ. Rao này thắng có chuỗi này, nhưng mà lại không thắng. Thua mất cái chuỗi. Thôi rồi. Cái rao vừa rồi là thua đồng nghĩa việc là còn không mua được cái con human vào. Hơi đen. Gặp cái thằng đấy, nếu mà chúng ta có thể là bắt được cái con Whisperseer sớm ấy, thì là tôi nghĩ là cũng có cái cơ hội thắng đấy. Mà không bắt được. Thôi không sao. Bây giờ cho nó có chuỗi xong rồi tí nữa lúc mà chúng ta gặp lại thì biết đâu đây chúng ta lại cắt được cái chuỗi, đúng không? Bây giờ chúng ta xây dựng lại cái chuỗi từ đầu cũng được. Chuỗi thắng từ đầu. Vãi, thằng này còn thằng này nó còn chơi Kira. Kira sớm đấy. Thì Kira luôn từ đầu này thì có 6 con thì luốt hết 4 con rồi. 6 con luốt 4 con là chỉ còn có 2 con à. Đánh thế thì đã ảo quá nhỉ. Kira nó không phải cái bộ chơi đầu game đâu. Chơi sớm nó chả giải quyết được cái vấn đề gì cả. Yếu lắm. Đây này, ui dồi ôi anh em ơi. Bài Warrior nó nó dí đến tận miệng rồi đây này. Bài Warrior bây giờ nó dí đến tận miệng rồi đấy. Đủ 9 con rồi đúng không? 6 con này, 7, 8, 9 đủ á? Chỉ không có tiền lên 9 thôi. Đủ 9 con Warrior luôn mà. Dã man thật sự. Đủ 9 con luôn này. 8, 9 rồi. Thậm chí là bây giờ tôi có thể thay cái con God of War bằng một cái con. Tí nữa ra ra con Senbou Exit có thể là chuyển sang con này chơi. Không kẹp God of War làm gì cả. Trận hôm nay là được cái bài Warrior nó chọn rồi. Nên là thôi chúng ta chơi cái bài này ok đấy. Ui dồi ôi anh em ơi. Đủ bộ. Sau đó lại còn Berserker lên được 2 sao nữa. Cho gặp lại thằng có chuỗi cái nhá. Bây giờ cho gặp lại. Gặp lại sớm đi không nào. Nó lại có chuỗi, nó nhiều tiền, nó lại roll được đội hình mạnh thì không ăn được đâu. Chúng ta cần gặp sớm. Gặp lại round 12 thì là đẹp nhất. Gặp càng sớm càng tốt. Chứ còn bây giờ mà tôi như này là tôi thọt tiền á. Hãy cho tôi gặp sớm đi, như này là có khi là đủ ăn rồi. Squidman lên 2 sao nữa nhỉ. Bây giờ lại cầu trời khấn Phật. Xin con Squidman lên 2 sao nữa. Chỉ cần 6 con thôi là ăn được. Trong trận này có cái con Dust of Breed ấy, nhưng mà tôi bị nó cho bài War ấy. Tôi bị nó cho bài Warrior ấy, nên là tôi chơi đấy. Mặc dù là tôi biết là trận này có Dust of Breed, Counter và Warrior lắm. Mà mặc kệ đó. Tí nữa nếu mà ra Dust of Breed thì chúng ta ôm luôn. Không cho đối thủ mua Dust of Breed. Chống đối thủ Counter. Nhưng mà có Dust of Breed thì nó sẽ có cái cơ hội nó chuyển sang 6 đá. Đấy, 6 đá. 6 đá, trận này có Lancer đúng không? Không có chú quỷ. Không sao. Có Lancer là chơi được đấy. Late game nói chung là Lancer 2 sao thì vẫn gánh được đấy. Không sợ lắm đâu. Cái bài Warrior bây giờ nó có sợ bài nào đâu mà. Đánh late game thoải mái. Đấy là trước khi update. Còn sau khi update thì tôi cũng chưa rõ. Bây giờ test luôn nha anh em nhá. Nhưng mà trước khi update thì có lẽ là chỉ sợ cái bài 6 đá mà có Dust of Breed 2 Ro. Đấy rồi. Cái cơ hội mà chúng ta cắt chuỗi đây rồi. Cặp sớm đi, cặp sớm đi, cặp sớm đi.
Cho tôi cào sớm đi, không để thằng khác nó cắt chuối hay là nó to lên thì nó chịu luôn đấy. Tí nữa lại vác vào hai con mèo hai thì chịu luôn. Bạn này chịu luôn. Cái tầm này bây giờ vẫn chưa ra mèo hai thì có thể ăn được. Zipper các thứ là có thể là chiến được. Đấy. Còn Goblin mà đủ bộ thì cũng chịu luôn, chịu chết luôn. Goblin thì phải lên 9 thì mới chơi được. 6 Goblin nó đánh ở level 7 là đủ rồi. Nhưng mà mình thì phải lên 9. Chúng ta thì phải chơi ở level 9 mới đủ 6, à 9 Warrior thì mới mạnh được. Chứ còn 6 Warrior mà đánh với 6 Goblin thì rõ ràng nó đối hơn. Đối hơn nhiều. Sáu Goblin là lượng giáp nó bằng 6 Warrior rồi. Đấy, cái lượng giáp nó còn có khả năng hồi máu nữa. Rất trâu. Ngoài ra cái đam đến từ những con Goblin ấy, cái lượng đam nó to hơn cái bọn Warrior này. Warrior này thì máu trâu, giáp to nhưng mà đam thì bé. Đấy, nó yếu hơn. Chủ yếu đam là gây ra từ cái con Swordman với cả con Senbow thôi. Ở dạng đầu game này nếu mà chưa có đồ chỉ có hai con đấy là gây được nhiều đam. Đôi khi con Berserker lia dìu thì gây được một chút đam nữa. Đấy, còn Doom thì phải lên 2 sao và phải có đồ thì nó mới gây được nhiều đam. Chứ còn Doom nếu mà 1 sao này thì nó cũng chỉ đóng vai trò là khống chế thôi. Chứ nó cũng không gây được nhiều đam lắm đâu. Nói chung là cái giai đoạn đầu thì cái tướng co của chúng ta nó chính là cái con Swordman ấy. Swordman tướng co chính. Cái này chỉ có trông chờ Swordman gây đam. Ok, có chuối rồi. Cho gặp lại ấy nhở. Berserker lui lên 3 sao luôn. Ok. Sau round 15 mới gặp lại cơ à. Thế thì đối thủ nhiều tiền quá nhở. Chênh lệch kinh khủng luôn đấy. Tôi bây giờ level 6 26 tiền. Đối thủ level 7 50 tiền rồi. Đang trong quá trình lên 8. Chưa tính đến cái việc là mỗi round nó ra cái công nghệ make ấy, nó sẽ có cái free roll. Và cái việc mà nó đẩy cao cái đội hình, nó form được cái đội hình 2 sao full đội hình ấy, nó sẽ dễ hơn tôi. Rất nhiều tiền để roll. Chắc chắn là đối thủ sẽ lên 8 trong khi chúng ta mới lang thang ở 6 rồi. Cùng lắm mà lên 7 nhưng mà lại thọt tiền. Và tôi thì chắc chắn là tôi sẽ không có lên 7 sớm đâu. Bởi vì làm sao? Chúng ta có một cái mục tiêu đấy là 21 lên 9. Bây giờ mà chúng ta lên 7 sớm ấy thì 21 chưa chắc đã lên kịp 9 đâu. Nên là tích tiền để 50 tiền cái đã. Chén thánh này. Ưu tiên cái việc là lên 9 thôi chứ còn không ưu tiên cắt chuối thằng kia. Cắt được thì cắt mà không cắt được thì thôi. Bây giờ xả tiền mạnh thì cắt được cái chuối được có 10 tiền thôi nhưng mà cuối cùng thì lại không lên được 9 thì thôi. Cứ phải lên 9 ở round 21 cho nó yên tâm đã. Cái bộ này chỉ cần lên 9 thôi mà. Lên 9 là giữ được máu rồi, khỏe rồi. Lúc đấy thì đa phần là ăn được hết. Trừ khi gặp mấy cái nhà quá mạnh có Dark Spirit 2 sao thôi. Còn kể cả là gặp nhà 9m 5 rồng thì cái giai đoạn đấy nói chung là đến round 20 ấy, mà tôi thấy có nhà 9m 5 rồng tôi lấy cái cầu thì tôi cũng chẳng ngán thằng nào. Chỉ cần có cầu vực thẳm là được mà. Ui, nhìn thằng này sợ đấy, cứ tưởng là cái thằng top 1 ạ. Mà liệu rằng có ăn thằng này không? Thằng này trông cũng to anh em ạ. Thằng này trông cũng to đấy. Được không? Kèm vào C-Fest và hai con Heaven Bomber phía dưới kìa. Ơ kìa. Trời ơi, mất chuỗi cho thằng khác ạ. Thề. Nhưng mà lại có một cái thằng khác có chuỗi. Chán đời thế. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều roll đi. Tiền nhiều phong bài lên 8 các kiểu đi. À mà nó lên 8 rồi nhưng mà nó mất chuối ạ. Chứng tỏ là cái thằng cắt chuối của nó khá là mạnh. Chán nhỉ. Tôi cứ tưởng là tôi gỡ lại được cái số tiền của tôi. Mà thế này thọt tiền quá. Thôi thế thì phải cố gắng giữ cái chuối này thôi. Đã không cắt được chuối của đối thủ rồi thì chỉ có thể giữ được chuối của chúng ta thôi. Thế thì mới có thể là giữ được tiền mà lên 9 ở round thứ 21. Không thọt lắm rồi đấy.
Thằng này, ui, chưa biết ạ. Đủ 6 bit rồi. Có con gì cả, cây 3 à? Cây 3, Whispersia 3. Ui, vãi đái, thế chịu. Mất chuỗi luôn. Ơ, cái thằng này vãi đái thật. Thằng này mất chuỗi cho thằng khác mà nó khỏe này mà nó mất chuỗi cho thằng khác được nhở. Nó đấm tôi sấp mặt này. Ồ, đẩy nhiều luôn ấy. Gấu 2, cây 3, Whispersia 3, xa, What Workset 3 mà vẫn mất chuỗi được. Khó hiểu thật. Thật sự như thế luôn. Ảo ma thật đấy. Thôi tôi nghĩ là kê vào giữa bàn cờ như này ngon hơn này. Để ở giữa bàn cờ này chúng ta có thể dùng cái chén thánh. Tất cả đều được hưởng. Cái bọn Warrior này thực ra là nó cũng chả có cái lối xếp gì ngon cả. Xếp tốt nhất là dàn hàng ngang ở cái hàng trên như này là được. Thế này là mạnh nhất rồi. Ơ sao bọn này mạnh thế nhở? Thằng này thì 9 phe giờ ạ. Ui ăn nổi không? 9 phe giờ luôn. Ra 18 rồi. Superman xoay chết được con cây thì mới ăn được nhá. Khó à? Khó thế. Ơ kìa, bật được chiến thắng được rồi. Xoay tiếp. Xoay chết con cây được không? Ui được. Thế thì ăn. Đấy, ui tôi cứ tưởng thua. Ăn được là được rồi. Đấy, ra ngoài lên level 7. Tự lên level 7 luôn. Tiền vẫn đang coi như là ổn đấy. Tôi bắt đầu tích được tiền ở 50 tiền rồi. Lên 7 rồi là lên 20 là chúng ta lên 8 là chạm ngưỡng 9 rồi. Gần như là 21 là chúng ta có thể lên 9. 21, 22. Cùng lắm là 22 là lên được 9 rồi. Thua được 1 round thôi. Máu còn nhiều. 76 máu thoải mái. Top 1 bây giờ 6 bit kẹp với cây 3. Thế mà vẫn mất chuỗi được. Thế là mới đều. Rồi còn mấy cái thằng Clive này không tính tiền nhá. Clive sau khi update thì vẫn xuống hố thôi anh em ạ. Bộ ở trái chơi yếu lắm. Human độ sớm ra 6 sách sớm. À 6 human sớm thì kiếm 4 sách mỗi nào. Lên được level 11 thì cũng bán hết đi nhanh. Chuyển bài sang Glacier chơi thôi. Ok. Đợt này tôi ra clip tương đối đều, anh em thấy không? Và anh em cũng thấy có một cái tín hiệu rất là đáng mừng ở trên kênh. Đấy là đợt này không hiểu sao lại có nhiều người xem hơn. Đấy, hay là mọi người lại quay trở lại chơi game này rồi. Đợt gần đây rất nhiều người xem. Nhiều người xem mà hình như là cũng nhiều người chơi luôn. Có thể là con game này nó cân bằng trở lại, nó lại hay anh em ạ. Tôi không hiểu sao nhà phát hành cứ phải làm nó quá cái bộ update mà để nó im ba hẳn ra. Sau đó để bán skin làm gì. Trong khi đấy là có thể để một cái con game nó thực sự nó cân bằng và nó hay như thế này. Đấy, sau đó là có thể bán, cũng bán skin. Đấy, nhưng mà bán cái kiểu là cũng không cần phải bán ở những cái bộ mà nó đang hot đúng không? Chúng ta có thể bán theo kiểu chủ đề được. Chủ đề ví dụ như là sắp tới là Trung Thu thì làm mấy con Trung Thu, tướng Trung Thu đi. Đấy, thiết kế mấy con tướng Trung Thu vào. Bán cờ Trung Thu đi, bán đi. Có phải là bán được không? Hợp lý không? Cần gì phải là theo meta đâu. Meta là theo ngoài đời thực đi, sao nào? Meta cứ phải dí một bộ thực sự nó quá mạnh. Mất hết cả cân bằng game. Mà bây giờ một nửa số người chơi bỏ game thì rõ ràng. Làm gì có ai mua nữa đâu. Mà không ai mua thì làm gì có tiền, đúng không anh em? Bây giờ là phải làm game thật là cân bằng vào, thật là hay vào. Giống kiểu Dota ấy. Dota nó chỉ có cả năm nó chỉ có dành thời gian để cân bằng game thôi. Nó không có thời gian để nó update liên tục đâu. Cả năm nó chỉ update một lần.
update tường mới ấy, là update một lần thôi, một năm một con tường mới. Nhưng mà nó lại được cái sự cân bằng, cả năm nó chỉ có dành để cân bằng tường. Đấy. Mà cân bằng hay thì nhiều người chơi đâu. Con game này mà nó đạt đến cái giới hạn của cái sự cân bằng ấy, thì tôi đảm bảo với anh em luôn là cái số lượng người chơi nó sẽ nhiều hơn bây giờ. Mà khi mà cái số lượng người chơi nó nhiều ấy, thì cái tỷ lệ nó bỏ tiền ra để nó mua đồ nó sẽ nhiều hơn. Đấy là cái điều chắc chắn. Bây giờ cứ thử gấp 100 lần đi, 1000 lần cái số lượng người chơi bây giờ đi, thì chả nhẽ lại cái số lượng người bỏ tiền ra mua nó lại không được gấp đôi hay là gấp 3 lần à? Đúng không? Gấp 100 lần số lượng người chơi thì cái số lượng người bỏ tiền ra chả có lẽ nó lại không được 2% của cái chỗ 100 lần đấy. Đấy, nên là tôi nghĩ là chiến lược ở đây là có thể là nhà phát hành đang thay đổi chiến lược. Bây giờ là chuyển sang chiến lược cân bằng game. Sau khi nhận thấy là có quá nhiều những cái lỗi mắc phải khi mà mấy lần update, tôi thấy là có một cái thời gian dài chắc phải 3 mùa gần đây là update sai lắm luôn ấy. Update toàn bị lệch rồi. Sức mạnh đội hình cái đợt sau cái meta Witcher là lại đến cái meta Warrior đúng không? Meta Warrior thì không đến lỗi. Không đến lỗi quá IBA, nhưng mà trước đấy là meta gấu, meta Metalith rồi meta Warlock. Ôi dồi ôi cái đợt đấy. Khốn khổ khốn nạn với cái meta Warlock luôn ấy. Chơi trận đấu nào cũng dài cả tiếng đồng hồ. Nhà nào cũng chơi Warlock, và hai nhà Warlock gặp nhau xong rồi lại còn dồn đồ cho Zu nữa. Cái đợt meta Warlock hai thằng Zu xoay đến chết rồi. Coi như là cả con game đấy là mãi không kết thúc được luôn. Và sau đấy là nhà phát hành biết đường là giảm sức mạnh của Warlock đi, thì lại cho cái bộ Witcher nó mạnh quá đáng. Trận này có lên chơi bom không nhỉ? Tôi định lên level 10 nó sẽ kẹp cái con Dark Breed vào cơ. Tôi cũng không chưa có ý định chơi bom. Nhưng mà nếu mà chơi beat thì có thể. Bây giờ nó đạt được cái sự cân bằng của con game này thì tôi thấy là chúng ta chơi nó cũng thú vị hơn. Tôi cũng có nhiều những cái bài để múa được hơn, để tạo content hơn cho các anh em xem kênh nó đỡ nhảm. Có nhiều bài nó chơi được top 1 hơn so với ngày trước. Ngày trước chơi content ấy nhiều khi chơi mãi chỉ ở top 1 đâu. Có khi như nghĩ ra những cái đội hình nó cũng khá độc dị lạ nhưng mà không làm được top 1. Thậm chí top 2, top 3 cũng khó nên là cũng chả lên được clip. Đấy, nó thế. Làm nội dung thì chúng tôi là lúc nào cũng là hướng tới là cái sự sáng tạo, cái sự thay đổi để anh em có những cái lựa chọn, những cái video xem nó thú vị sau mỗi cái ngày làm việc hay là học tập căng thẳng. Anh em sẽ có những cái trải nghiệm mới mà anh em chưa được trải nghiệm ở trong game. Và có thể là rất có thể là anh em không thể nào có thể tự trải nghiệm được. Thì với cái việc là làm một cái nhà sáng tạo nội dung đấy, để truyền cảm hứng cho các anh em trong cái con game này, thì rõ ràng là chúng tôi luôn tìm ra những cái đội hình mới, những cái đội hình lạ để phục vụ anh em. Đó, thì với những cái meta mà nó quá lệch hay là có những cái bộ mà nó mạnh quá khiến cho những cái người chơi ở trong game họ sợ farm cái bộ đấy, thì thực sự quả là rất khó để có thể làm content. Đấy, nhưng mà khi meta cân bằng thì nó cũng sẽ thú vị hơn cho những cái video clip của những cái người sáng tạo nội dung ở trong cái bộ môn này. Dạo gần đây nha, tôi còn có một cái thông tin mà tôi cũng chính là bản thân là tôi ở trên kênh của tôi mà tôi có được cái thông tin này. Đấy là có rất nhiều anh em ở cái bộ môn đấu trường chân lý chuyển sang chơi cái bộ môn này, chuyển sang thử chơi cái bộ môn này xem nó có khác không. Đấy thì có nhá, có đấy, mà thậm chí là có khá là nhiều đấy. Đấy, có rất nhiều anh em. Tôi chỉ cần thấy anh em hỏi một cái là tôi biết ngay những cái câu hỏi mà nó rất là đấu trường chân lý. Bởi vì có một cái đợt là tôi cũng tìm hiểu đấu trường chân lý, tôi cũng sang và tôi tìm hiểu qua rồi thì tôi cũng biết. Đấy, những cái cách nó gọi là thuật ngữ ở bên đấu trường chân lý nó khác với thuật ngữ bên này. Mặc dù là cái lối chơi thì nó giống nhau, nó cũng tương tự, nhưng mà các cái thuật ngữ nó khác nhau. Ví dụ như bên này nó gọi là co, bên kia nó gọi là AD. Đấy, ví dụ thế thôi, là biết là anh em mà gọi AD là tôi biết ngay là anh em ở bên đấu trường chân lý sang rồi. Đấy, bên này thường là nếu mà chúng tôi không sử dụng cái từ nó gọi là co ấy, thì chúng tôi sẽ sử dụng là carry. Nó lấy từ Dota sang. Đấy, chứ nó không có sử dụng AD như là ở bên đấu trường chân lý đâu. Con Dart thì tôi sẽ mua, tôi sẽ ghim ở đây để cho các cái đối thủ không lấy được con Dart.
bộ Warrior nó vẫn sẽ rất là ngán cái con Dart này. Dart Spirit 2 sao mà RO là rất ngán đấy nhá. Trừ khi là chúng ta sẽ phải có cái mặt lạ hút vào cuối. Thế thôi, nhưng mà tôi đây, anh em nhìn này. Đấy, anh em thấy là tôi bây giờ tôi đang chuẩn bị tôi lên 10 rồi. Lên 10 thì kẹp thêm con Dart vào. Nhưng mà đến đây tôi lại thấy tôi hơi tiếc cái con bom. Con bom lẽ ra là phải lấy. Biết game khả năng là chơi thằng Beat. Thằng Beat là 80 máu kìa. Late game có bom nhá, xong có giáp xương ấy, là con bom là nó sử dụng cái giáp xương là nó hợp lý lắm anh em ạ. Đứng ở trong cái hàng ngũ 9 warrior này mà cầm giáp xương xong rồi đặt quả bom ra thì nó lổ đau lắm. Beat đẻ này. Thực ra cái quả bom nó sẽ hơn cái con Dart. Nếu mà gặp cái bọn à, trở lại có Metalist à. Không phải là 9 Feather nó chuyển sang Metalist rồi. Tôi đang bảo là 9 Feather là mất chơi bom thì ngon hơn. Goblin này đi rồi, đủ bộ, nhưng mà bây giờ tôi 9 Warrior khỏe rồi. Thằng này nó không lên được con Kalong 2 sao. Lần lượt ra đi hết này. Ok. Giao sau lên được 10 đấy. 27 lên 10 à. Ra luôn con Siren này. Lên 10 kẹp cá vào. Trận này có cần kẹp cá không? À cũng cần. Ok. Đánh với Metalist thì kẹp cá cũng ngon. Và tôi nghĩ là cái quả, nếu mà ra quả bom lần này tôi sẽ mua đấy. Hai cái thằng còn lại này đánh bom vẫn ngon hơn, clear nhanh hơn anh em ạ. Mấy cái con Warrior này nó đánh trượt thì cái bọn Feather thì cũng không ngon, mà con Dark Spirit thì đốt từ từ. Trong khi đấy quả bom nó lổ một phát chết luôn. Cả cái bọn Beat nữa. Gặp bọn Beat thì đánh bom vẫn ngon hơn. Khả năng bị đánh trượt đây này. Mà phản đau ra đấy. Vẫn không thua cơ. Metalist đấm vào phản lại luôn. Swordman gánh từ lấy giờ luôn. Bom này. Ok. Doom vẫn chưa lên được 2 sao. Chưa ra thêm con Doom thứ 2 ấy. Nhưng mà cái quả trứng nếu mà tôi có bây giờ thì có nên đập cho con Doom không nhỉ? Ra thêm một con Doom nữa khi tôi vẫn không đập đâu. Tôi hướng tới là con Lancer 2 sao thôi. Lancer 2 sao nó sẽ ổn hơn. 5 đô 2 sao anh em ạ. Doom mà lên được 3 sao thì nó lại câu chuyện khác, nhưng mà thôi. Trận này chả cần phải Doom làm gì cả. Đấm mấy cái bộ mà nó giáp to mới cần con Doom. Còn mấy cái bộ giáp nhỏ nhỏ như cái bộ Beat hay là như cái bộ Feather này thì không cần. Bom vào, bom đặt quả giải tán hết rồi. Rồi Beat với chúng tôi. Không sợ nữa rồi. Đẩy nhiều luôn đấy. 16 máu. Bom ra đòn hơi chậm nhỉ. Cần cái tốc độ nhanh hơn. Ra là con thuyền trưởng này. Thuyền trưởng bỏ cái gì đi đây. Ra cả sói nữa chứ. Hay là thôi nhỉ. Bán nó đã spread đi. Rao này không muốn khô máu. Rao này tôi muốn giữ 50 tiền roll thôi anh em ạ. Kiếm dần dần kiếm Doom 3 hay là kiếm Lancer ấy. Chứ tôi không muốn khô máu làm gì cả.
vẫn được con sói ấy. Hay nuôi con sói nhỉ? Thôi tôi muốn nuôi tất. Con nào mà có cơ hội lên 3 sao thì cho lên hết. Ui anh em nhìn nhỉ, quả bom, đặt một quả bom thôi nó đã bằng tất cả con warrior cộng lại rồi. Gây 8k đam luôn. Mà bom trong cái bộ này nó rất trâu. Ít nhất là sẽ đặt được 2 quả. Ok. Thôi thế thôi. $50 roll thôi anh em ạ. Đánh cái late game mà. Đến cái tầm này thì bây giờ mất chuôi thì kệ thôi. Chủ yếu là chúng ta lên được con Doomba hay là con Lancer lên 2 sao được rồi. Phải có tiền. Coi như mỗi round chúng ta có thêm 10 tiền roll đấy. Giờ được 5 lần roll mỗi round. Mạnh thật đấy. Tôi vẫn dồn đồ cho con Scott Man đấy chứ. Từ giữa game đến giờ, từ lúc mà nó lên được 2 sao ấy, là nó vẫn đang gánh đấy, con Scott Man ấy. Và chưa có dấu hiệu dừng lại đâu. Hai thằng kia nó chả làm gì tôi luôn ấy. Lancer này. Kiếm con Lancer 2 nhá. Scott Man nó lùi lên 3 luôn này. Con này lùi luôn. Cái su à? Cái su cần không? Bom thôi nhỉ? Thôi chẳng cần. Doom ấy. Doom 2 à? Từ từ đã. Không. Quả trứng này tôi nói rồi là tôi sẽ đập cho cái con Lancer anh em nhá. Tôi không đập cho Doom đâu. Hôm nay không đập chưa luôn. Lên được 2 sao lên thôi. Feather Metallic này tôi nghĩ là xuống hố thôi. Không có khả năng hồi máu hay chết. Trừ khi ra là mà lại hút máu cuối. Không thì không thể ăn được đâu. Đấy anh em thấy không? Phản lại đánh vào tự chết mà. Phản lại tự chết luôn. 15 máu đi rồi. Ui vẫn còn một máu. Nhưng mà thôi sớm muộn gì cũng chết. Rồi Doom lên được 2 sao à. Là 32 Doom mới lên được 3 sao. À lên được 2 sao. Nhưng mà vẫn gánh được. Vẫn có chuối luôn. Khỏe thật sự anh em ạ. Chỉ có con Superman thôi mà nó gánh đến bây giờ đấy. Còn bây giờ ra Doom 2 rồi. Với một cái lượng đồ như thế này thì thoải mái rồi. Sau đó là một vài round nữa. Luôn ra có Lancer. Đập trứng con Lancer. Trò chơi kết thúc. Cái tầm này là chỉ có Lancer 2 hoặc là Doom 3 thôi anh em ạ. Thằng Beat thì bây giờ thua cả hai nhà luôn nhé. Đây Beat này. Beat này. Beat Assassin kẹp với cả Beat rồi chứ. Ê, cáo trọt. Cáo RO anh em ạ. RO chém lan. Tự trọt tự lăn ra chết. Trời ơi anh em nhìn này. Thiếu đồ Kira. Thằng này nó thiếu đồ Kira. Có đồ Kira thì chắc là tôi nghĩ là cái câu chuyện nó sẽ khác đấy. Đây rồi. Nói xong rồi solo rồi. Em đổi được món đô cam nào không? Đổi được món tím thôi anh em ạ. Chưa đổi được món cam thì có khi đợi ra 35. Đập trứng luôn này. Dồn đồ cho Lancer. Ok. Rồi.
Con cáo à, nhìn con cáo à. Cáo chọt một phát. Chọt hai phát. Chọt hai phát, chưa kịp chọt hai phát thì chết rồi. Thôi thắng ở đây anh em ạ. Rõ ràng Warrior nó vẫn có cái sức mạnh của nó đấy. Anh em, tôi thấy là sau khi update thì cái việc giảm 6 giáp cho cái bộ chiến Warrior này nó không đáng kể đâu. Chả qua là nó cân bằng, nó đỡ mạnh hơn so với đợt trước thôi. Đợt trước thì mạnh quá anh em ạ. Bây giờ nó là vừa. Ok rồi. Sử dụng men 3 sao này. Ok. Doom nữa à. Thôi, chắc là con sói lại bỏ đi. Lùi Doom này. Lùi Doom, lùi Swordman, lùi Aquaman, Berserker, thế thôi. Thế là quá nhiều thứ để lùi. Kiểu đánh cái bộ Warrior này cũng đã phết rồi anh em ạ. Chỉ cần roll 3 sao lên được level 10 là nó mạnh rồi. Chả cần phải chuyển đi luôn. Cáo chọc à. Rồi chọc cũng đau đấy. Nhưng mà tự chết. Ở vừa rồi chọc cũng đau đấy. Nhưng mà con Lancer này cũng chưa có cái cách gì ăn được đâu. Lọt vẫn nhiều luôn anh em ạ. Ui 11 máu. Thế rao này đi rồi. À rao này rao quái à. Sống được đến rao 36. Thực ra cũng chỉ là đánh chờ chết thôi. Rao này, sau rao này thì cầu trời khấn Phật cho nó ra cái món đồ tối thượng của nó. Đấy chính là cái găng tay Kira đi, đúng không? Mặt nạ Kira đi. Để xem là với một cái con cáo, với cái mặt nạ Kira, cái RO, rồi cái chém lan, với một cái lượng đồ như thế, liệu rằng có thể ăn được cái bộ 9 Warrior không? Tôi rao này chắc là tôi sẽ đổi một cái món đồ cam nữa. Xem là cái món gì ngon cho con Lancer này nhỉ. Trong trường hợp mà không ra món tím ngon thì có thể là sẽ là đổi đồ cam. Ra món tím ngon thì thôi. À, có búa anh em ạ, búa bình minh. Thế thì cũng ngon đấy. Được. Đấy, búa bình minh là quá hợp lý rồi. Búa bình minh counter của Kira luôn. Cái bọn Kira nó có một cái, đấy chính là khi mà nó lướt những cái con xung quanh ấy thì nó chơ cái con tướng ra anh em ạ. Và khi mà nó đã để hở con tướng ra ấy, chúng ta búa vào ngay. Cái búa bình minh nó sẽ đóng thẳng vào mặt cái con co. Con co nó sẽ không có di chuyển được luôn. Đây rồi, nó có Kira đấy. Bắt đầu xếp xung quanh con cáo rồi. Hay quá nhờ. Chúng ta lấy luôn cái búa bình minh. Rồi mày chết. Sai lầm của bạn chính là lấy đồ Kira. Kiểu này nó là cái kiểu gì? Nó là cái kiểu là biến cái bộ trấn phái của đối thủ thành sai lầm của đối thủ. Anh em nhìn kìa. Trời ơi, đúng như những gì chúng ta dự đoán luôn. Tôi xếp cái con Doom trước mặt. Nó lao lên, nó ra cái búa bình minh vào. Xong nó Doom luôn. Coi như là cái con cáo của nó là coi như là ngủ đông luôn. Đứng im đến chết. Dã man. Thật sự như thế luôn. Không nhích được pha nào. Đối thủ quá sai lầm khi mà lấy cái đồ Kira. Quả lấy đồ chí mạng thật sự. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Bộ God Bomb tối thượng nó đã quay trở lại anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái cách counter bộ Warrior như nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.